Các con ơi, hôm nay cô Thanh mang đến cho lớp mình món quà gì đây nhỉ? Bí ngô. À đúng rồi, một dàn bí ngô này đấy. Cô đố chúng mình biết nhìn vào cây bí ngô này thì chúng mình có nhận xét gì nhỉ? Nào, cô mời con nào, con chỉ vào xem. Lá. À đúng rồi. Đến nào 2 3 4 5
nhiều màu hoa này, có màu trắng này, màu vàng này, và có rất là nhiều màu hoa cúc khác, có cả hoa cúc màu tím này, đúng không? Và bạn cô mời con về chỗ đi nhá. Chậu hoa bạn mang đến cho lớp mình này, chúng mình nhìn thấy có đẹp không nhỉ? Thế để có một chậu hoa đẹp như thế này thì bác nông dân phải làm gì các con có biết không? À đúng rồi, phải bước đất này, trồng này, và trong bón thì mới có nhiều hoa đẹp như này. Chúng mình ở trường này cũng có vườn cổ tích rất là đẹp này, trong đấy cũng có rất là nhiều loại hoa. Và các con phải làm gì để bảo vệ chúng nhỉ? Phải làm gì nhỉ? À đúng rồi, hàng ngày phải tưới nước để cho trường chúng mình có thật là nhiều hoa đẹp. Chúng mình có đồng ý không? Quả dâu. À bà mua được nhiều quả không nhỉ? À bà cô, con mình cùng đi tìm hiểu xem nhá. Xem những loại quả này nó có đặc điểm gì. Đây là quả gì các quả bạn? Xoài. Quả xoài này có màu gì nhỉ? Xoài. À vậy khi xanh thì nó có màu xanh này, chưa chín đúng không? Còn khi mà quả xoài chín thì có màu gì đấy nhỉ các bạn nhỉ? À đúng rồi. Thế quả xoài xanh chúng mình có ăn được không nhỉ? Có ăn được nhưng mà nó chua đúng không? Còn quả xoài chín này chúng mình ăn thì có vị gì nhỉ? Vị ngọt. À đúng rồi. Thế ăn các loại quả này thì nó giúp cho chúng mình gì nhỉ? Vitamin. À đúng rồi, nó cung cấp cho chúng mình rất là nhiều vitamin này, làm trắng da này, cao lớn này đúng không? Cậu ơi, cậu ơi. Ở ngoài chưa? Vào giỏ nhá. Nào, cô sẽ cho đội này một giỏ này, đội bên này một giỏ, và chúng mình cùng đi hái nhá. Đội bên này thì hái mướp nhá, đội bên này thì hái bí nhá. Nào, đội này hái bí.
Tổ của bạn Hoàng Anh này, cô giáo yêu cầu hái gì nhỉ? Hái mưa. À, vậy các bạn cùng đếm với cô.
tượng trưng cho 12 tháng trong một năm đấy. Và 12 chiếc chiêng này được chia thành 3 nhóm chiêng này. Nhóm chiêng giàm có số lượng là 4 chiếc với kích thước to nhất này. Sau đó đến chiêng bồng cũng có số lượng là 4 chiếc với kích thước là vừa phải này. Và cuối cùng là chiêng thé cũng có số lượng là 4 chiếc với kích thước nhỏ nhất này. Và một bộ chiêng thì thường được sử dụng trong các sinh hoạt của bà con dân tộc Mường, như là hội sắc bùa này, hội xuống đồng này, mừng nhà mới và còn rất nhiều những lễ hội khác nữa. Và các con vào sân bên đây nhá. Đây là một chiếc chiêng này, chúng mình quan sát nhá. Chiếc chiêng này có hình dáng như nào nhỉ? Tròn. Mặt chiêng thì rất là tròn, không nào? Còn đây là chóp chiêng này. Và đây là gì các bạn biết không? Trống. Đây là dùi chiêng đấy. Dùi có bạn nào muốn thử làm những nghệ nhân tài ba để chúng mình gõ những chiếc chiêng này không nào? Không mời bạn à? Không mời con nào? À, con vào ra đây nhá. Nào. Rồi, cho bạn một tràng vỗ tay nào. Có bạn nào muốn thử nữa không nào? Có mời bạn Đức nào? Cầm nha các bạn này. Tay cầm chiêng thì các bạn phải cao hơn này. Rồi. Rồi, rất là giỏi các bạn Đức nào. Các con ạ, chiêng đó là một nét văn hóa nghệ thuật đặc sắc của dân tộc Mường. Và dàn chiêng mà các bạn đang quan sát đây đó là mô hình tượng trưng cho một dàn chiêng Mường với số lượng là 12 chiếc, để các con có thể tìm hiểu này, khám phá cũng như yêu hơn những nét văn hóa đặc sắc của dân tộc Mường đấy. Các con có đồng ý không nào? À, và trong giờ học hôm nay cô thấy các bạn đã rất là hứng thú quan sát những chiếc chiêng này rồi. Bây giờ cô Lê muốn mời cả lớp chúng mình sẽ cùng về góc để chúng mình vẽ những chiếc chiêng này thật là đẹp.